Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn một khu di tích hang động tự nhiên rất đẹp ở quê hương mình, đó là động Tiên Sơn Kim Sơn. Động Tiên Sơn Kim Sơn thì được tọa lạc tại xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Nơi này cách thành nhà Hồ khoảng 20 km và cách thành phố Thanh Hóa khoảng gần 40 km. Nếu chúng ta đi từ thành phố Thanh Hóa, từ khách sạn thành phố Thanh Hóa đi qua đường Yên Định rồi đi lên Vĩnh Lộc thì chúng ta sẽ gặp động Tiên Sơn. Từ nhà ông bà nội mình đi thì đến động Tiên Sơn thì khoảng gần 6 km. Đây là khu động, sau một quá trình đi xe máy mình đã đến được khu hang động này rồi. Đây là cổng vào. Bước ngay vào khu cổng vào thì mình cũng khá choáng ngợp. Ngày xưa thì hồi nhỏ mình có đi với bạn bè lên cái khu động khô, chỉ đi từ đường núi lên thôi. Nhưng mà bây giờ nhiều năm về quê thăm lại khu động Tiên Sơn này thì bây giờ người ta đã đưa vào khai thác du lịch, khá đẹp, xây dựng kết hợp với tự nhiên và với một số cái bàn tay của con người làm nên một cái khu tham quan du lịch hang động cực kỳ đẹp. Bước vào cổng thì chúng ta thấy được hai bên đường vào là cái khung cảnh núi non rất là hùng vĩ, và đặc biệt là người ta trồng rất nhiều loài hoa ở hai bên. Các bạn cùng mình đi vào để tiến tới khu hang động chính. Trước hết cùng tham quan hai bên của cái đường vào để đi lên khu hang động nhé. Được về quê và đưa hai con đi thăm các khu di tích và đặc biệt là các cái khu du lịch hang động tự nhiên hoặc là danh lam thắng cảnh của quê hương thì các con mình cực kỳ thích. Nói về động Tiên Sơn Kim Sơn thì chúng ta sẽ xét ở hai cái động, đó là động khô và động nước. Cái đường vào bây giờ thì mình đang hướng tới cái động khô. Và các bạn thấy bên tay trái của mình đây thì có một cái hệ thống kênh rạch, nó giống như là Tràng An, Ninh Bình ấy. Chúng ta có thể đi bằng đường bộ thì lên động khô, hoặc đi bằng thuyền thì sẽ vào cái khu động nước. Thì để vào vé khu du lịch thì năm 2023 này của mình để đi động khô thì hết 40.000 một vé. Và nếu ai mà đi bằng thuyền thì dịch vụ sẽ làm 120.000 một người một vé. Bây giờ mình chọn là đi động khô trước, tham quan động khô trước. Sau một hồi đi bộ thì bây giờ đã đến cái khu để cho khách có thể nghỉ ngơi và cái đường đi lên hang động. Trước hết mình xin giới thiệu bên cái khu kênh rạch này, người ta trồng hoa súng và các hệ thống hoa cực kỳ đẹp luôn các bạn ạ.
Bây giờ thì cùng mình đi thăm cái khu Động Khô. Để lên được khu Động Khô này thì phải leo cái hệ thống bậc thang bằng đá khá chi là dài. Đây, cô út nhà mình khá máu chiến, đòi bế mà không cho, tự leo, không biết leo được bao nhiêu bậc. Leo được một hồi thì anh ta mỏi chân, bây giờ là leo cả bằng tay rồi. Đó, cố lên. Rồi, mỏi quá, bây giờ đến giai đoạn bố phải trợ giúp rồi. Đi lên được lưng chừng của cái bậc thang này thì ngắm cái khung cảnh xuống dưới khá là đẹp và hùng vĩ. Cây cối, núi non cực kỳ hùng vĩ và hiểm trở. Rồi sau một hồi leo 999 bậc thang thì mình đã lên cái khu để chuẩn bị vào cửa của hang động. Sau đây chúng ta cùng đi tham quan cái khu Động Khô, phải nói là tiên sơn, tiên cảnh. Mời các bạn nhé. Trước khi vào hang động thì mình xin giới thiệu một chút, đó là về động Tiên Sơn. Thì trong lòng hang động được chia thành 3 khu vực khá rõ ràng, đó là chính cung, hồ nước và thoái cung. Đây là cái cửa vào hang động. Cửa vào thì khá nhỏ, nhưng khi vào được bên trong hang động thì phải nói là không gian cực kỳ rộng rãi và cao thoáng các bạn ạ. Hiện nay trong lòng hang động đã được trang bị những hệ thống đèn rất nhiều màu để khách có thể chiêm ngưỡng được các cái tuyệt cảnh ở nơi đây. Đó là các khối nhũ thạch được hình thành từ hàng triệu năm, tạo thành tổ hợp nhũ thạch với các hình dáng khác nhau, đặc biệt có nhiều hình tượng gắn liền với các tích của Phật giáo như bức tượng Phật Tổ Từ Bi hay các khối thạch nhũ hình đài sen v.v. Đầu tiên bước vào bên trong hang động, hiện ngay trước mắt ta đó là các cái hình thù tượng, trong đó có bức tượng Quan Âm Bồ Tát khoác lên mình chiếc áo cà sa trắng ngự trên tòa sen. Khám phá sâu vào trong lòng hang động thì với cái hệ thống các thạch nhũ đủ hình thù, đủ màu sắc, cực kỳ đẹp. Đây là cái lòng hang đầu tiên. Ở đây có một cái cột thẳng đứng, cột nhũ thẳng đứng rất lớn, người ta đặt tên là cái cột trụ trời. Giống như cái cột này nó chống đỡ cả một cái lòng hang cực kỳ rộng lớn của cái lòng hang đầu tiên này. Để đi khám phá hết được cái khu Động Khô này thì chúng ta vừa có những đoạn vừa phải leo lên dốc, có những đoạn lại phải xuống, chui xuống hang rồi xuống khu vực dưới thấp hơn, khá chỉ là hiểm trở. Nếu như chúng ta mà có trẻ em đi thì lưu ý là trẻ em thì một là chúng ta phải nhắc nhở cẩn thận, hai là em nhỏ thì không nên khám phá khu hang động vì có những nơi trơn trượt và đá nhấp nhô khá chỉ là nguy hiểm.
Đây là một số cái thạch nhũ mà được xếp chồng lên nhau có hình thù và rất nhiều hình thù nhiều màu khác nhau. Có những cái như những con sứa khổng lồ và có những cái như hàng trăm cái bức tượng được tạc khắc vào đá chồng lên nhau.
Sau khoảng hơn 30 phút khám phá trong lòng hang động khô thì bây giờ cha con đi ra lại ra đến cửa hang rồi. Trèo lên là mỏi chân mà bây giờ đi xuống thì càng mỏi chân các bạn ạ. Bây giờ đi xuống để chúng ta sẽ cùng tham gia khám phá cái khu hang động nước. Về khu hang động nước thì nếu như chúng ta mua vé đi thuyền thì dọc cái con kênh này chúng ta sẽ vào cái khu hang động nước cũng khá đẹp. Đây là các du khách đang đi thuyền để vào khu hang động nước. Rồi các bạn cùng khám phá khu hang động nước với mình nhé. Bước vào khu hang động nước thì một cái không khí mát lạnh trong người, và trong khu này thì cũng rất nhiều cái hình thù của nhũ đá được tái tạo bởi tự nhiên, không thua gì Phong Nha Kẻ Bàng các bạn ạ. Những bạn nào mà yêu thích khám phá du lịch, đặc biệt là các cái khu hang động, thì hãy nhớ ghé thăm khu hang động ở quê hương mình, đó là động Tiên Sơn Kim Sơn thuộc xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa các bạn nhé. Đảm bảo với các bạn khu hang động này và cái cảnh quan xung quanh sẽ không làm những du khách thất vọng.